For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết của chương trình. Vụ chuyến bay giải cứu, sắp xét xử, kháng cáo kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng. Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có đơn kháng cáo kêu oan không thừa nhận hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ngày 4 tháng 12, theo nguồn tin, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của 21 bị cáo cùng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án chuyến bay giải cứu vào ngày 20 tháng 12 tới đây. Dự kiến phiên tòa sẽ được diễn ra trong 4 ngày do thẩm phán Mai Anh Tài làm chủ tọa. Theo trong số này, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu điều tra viên, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa có đơn kháng cáo kêu oan không thừa nhận hành vi phạm tội. Trong phiên sơ thẩm được tuyên án vào chiều 28 tháng 7 trước đó, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt Hoàng Văn Hưng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Minh Tuấn bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. Số các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bị tuyên án sơ thẩm 16 năm tù. Ba bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế và Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội nhận hối lộ. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân bị tuyên phạt 7 năm tù về tội nhận hối lộ, cũng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, trong các ngày từ 11 đến ngày 28 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chuyến bay giải cứu và tuyên phạt 54 bị cáo các mức án từ 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến tù chung thân về 5 tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo bản án sơ thẩm, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Chính phủ giao Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ tập hợp tham mưu đề xuất lãnh đạo chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức các chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao thông qua Cục lãnh sự có nhiệm vụ xây dựng đề xuất kế hoạch tổ chức các chuyến bay combo, chủ trì và xin ý kiến trao đổi thống nhất với các bộ trong tổ công tác và báo cáo trình lãnh đạo chính phủ phê duyệt quyết định và thông báo việc thực hiện chuyến bay. Bốn bộ còn lại gồm Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ về công tác phòng chống dịch cho ý kiến việc phê duyệt gửi Bộ Ngoại giao. Ủy ban Nhân dân một số tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ cho chủ trương cách ly tại địa phương. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong số đó, thì 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng. Quý vị thân mến, thông tin này đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất liên tục được chúng tôi cập nhật tình hình trong nước và quốc tế, quý vị đừng quên like, share và subscribe kênh News 247. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.